Chấn động, tiên tri chính xác 100%, tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972, có 7 dấu hiệu này, được Phật trời che chở hộ trì, đón vận may bất ngờ, trúng số liên tiếp, đổi vận giàu sang, tiền vàng chất như núi. Quý vị thân mến, theo dân gian con người sinh ra đều có ngày, giờ, tháng, năm ứng vào sự vận hành của vũ trụ. Tuy nhiên, không phải vì mang lá số thập toàn, thập mỹ thì không gặp vận hạn trong đời và ngược lại, cũng không có lá số nào là gặp hạn cả đời. Trong cuộc sống, nếu bạn gặp người khác khó khăn, bạn sẵn lòng chia sẻ và giúp đỡ họ, thì xung quanh bạn sẽ toàn là quý nhân. Như quý vị và các bạn cũng biết, thành công không nhất định phải có nhiều học vấn, cũng không nhất định phải có nền tảng gia đình giàu có, vững chắc, mà cần có một trí tuệ thông minh, chân thành trong việc đối nhân xử thế và quan trọng hơn cả là có khả năng chịu khó, chịu khổ, có tinh thần phấn đấu kiên cường, không bao giờ bỏ cuộc giữa chừng. Có thể, với một số anh chị tuổi Nhâm Tý ở thời điểm hiện tại thời thế chưa thuận lợi, nhân chưa hòa, thì quý anh chị vẫn nên tiếp tục cố gắng, kiên trì và nỗ lực nhiều hơn nữa. Chúng tôi tin rằng theo thời gian, anh chị sẽ nhận về những thành quả xứng đáng thuộc về mình. Xem tử vi năm 2024, tuổi Nhâm Tý sẽ phạm kim lâu, lâm vào cục diện thái tuế, nên vận trình có không ít sóng gió. Nhưng chỉ là một giai đoạn ngắn, nhờ tính cách lạc quan, nên họ đã vượt qua mọi thứ dễ dàng. Tử vi học cũng có nói, trong thời gian tới chính là lúc cuộc sống của Nhâm Tý chuyển mình, họ sẽ có sự thay đổi bất ngờ, giúp tài vận, sự nghiệp của họ sang một trang mới. Đặc biệt, nếu như con giáp này nắm được vận trình của mình, nhưng khi có 7 dấu hiệu là người có căn lành được Phật trời may mắn tới đây, thì sẽ có cách hóa giải, giúp xoay chuyển vận mệnh, không những trừ nạn, tiêu bệnh, mà còn có cuộc sống giàu sang, phú quý, tiền tỷ cầm tay, đổi đời làm đại gia. Và trong video ngày hôm nay, Tinh Mệnh Học sẽ giúp Nhâm Tý biến những điều đó thành hiện thực. Xin mời quý cô bác anh chị cùng theo dõi ngay sau đây. Sự thật chấn động về 7 dấu hiệu tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972 là người có căn lành được Phật trời che chở hộ trì, tiền về ầm ầm, giàu nhanh như vũ bão. Đôi lời gửi tới anh chị tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972, anh chị thân mến, có những thời điểm trong cuộc sống của một con người đã qua sẽ không bao giờ quay lại. Nó như là tuổi thơ, như những lúc ngây ngô còn đi học hoặc những thời khắc vô tư bước vào đời, đó sẽ là những kỷ niệm đẹp mà ta thường hồi ức lại, bần thần mãi nhớ. Lại có những thời điểm đã qua sẽ không bao giờ muốn nhớ lại, mỗi lần nhớ lại chỉ thấy tức mình ngu si. Nó có thể là lần đầu tiên bị phụ tình, lần đầu tiên bị ngoại tình, lần đầu tiên bị lợi dụng, lần đầu tiên tin một ai rồi bị lừa dối, hay lần đầu tiên cho vay tiền, lần đầu tiên hùn hạp làm ăn, lần đầu tiên bị thị phi đặt điều hãm hại. Nhớ lại mà tức, nhưng không phủ nhận một điều, trải qua những sự ngây ngô, dại khờ đấy, bị đời đánh cho sấp mặt đấy, mới khiến nhân cách ta được tròn trịa, mới khiến nhân tính ta được vuông vức, mới dần hình thành cái chất, cái cá tính, cái con người của chính ta, để phù hợp với những biến động của cuộc đời. Và 2024 với Nhâm Tý 1972 chính là một năm như thế, nó là một năm trắc trở và khó khăn, là một năm vỡ òa trong tuyệt vọng, là một năm vất vả rồi ngược xuôi, là một năm suy tư đầy mỏi mệt, nó là một năm mà Nhâm Tý sẽ lớn mau, Nhâm Tý sẽ lớn mạnh, bị ép phải chiến, bị ép phải ngộ, bị ép phải khai phá hết những khả năng, bị ép phải nhận thức tính toán đường đi nước bước trong cuộc đời. Một năm Nhâm Tý sẽ thật sự muốn quên, nhưng muốn quên là ở hiện tại. Còn một vài năm sau nhìn lại, Nhâm Tý sẽ hiểu có những điều xảy ra vì nó cần phải xảy ra, có những nỗi đau hay sự tiêu cực tồn tại vì nó có tác dụng cần phải tồn tại. Trong cái bức tranh tổng quan cuộc đời lớn, 2024 là cái năm để lại dấu ấn rõ rệt đầu tiên trong cuộc đời Nhâm Tý, kéo dài cho đến suốt những năm tháng sau này. Một số dấu ấn của 2024 sẽ là nền tảng của sự thành công, sẽ là lý do của sự thành tựu hoặc giúp Nhâm Tý thoát khỏi cái sự vật vờ, bước vào sự có chí, xây dựng một cuộc đời trọn vẹn tương ứng với khả năng của chính mình. Nên nếu Nhâm Tý mất tiền năm nay, hãy cứ cười nhẹ một cái. Nếu Nhâm Tý bị phụ tình năm nay, hãy cứ cười nhạt một cái. Nếu Nhâm Tý bị người lừa, bị mất việc, bị thua thiệt, bị cố nhiều mà thành công cốc, hãy cứ điềm nhiên một cái. Vì phá rồi lại lập, mất rồi lại được, che già măng mọc, cổ thụ lụi mầm non trổ, là quy luật thường hằng của tạo hóa, là lẽ bình thường của nhân sinh. Tất cả những gian truân bạn phải đối diện, người thành công nào cũng tự từng phải đối diện cả. Bạn muốn giàu sang, bạn tìm phú quý, bạn kiếm chân tình, bạn mong nhân sinh tròn trịa, thì sự khó của 2024 là một phần giá mà Nhâm Tý phải trả cho những điều mà bản thân họ muốn mong. Hết tháng 11 âm, tức đến ngày 11 tháng 1 năm 2025 dương lịch, Nhâm Tý sẽ được qua hạn và trả lại vận, mở ra một chu kỳ nhân sinh mới, một cuộc hành trình hanh thông, thuận lợi mới.
một uy thế mới với nhiều may mắn hợp thời. Xuyên suốt 2024, nên Tết này họ có thể trước hô mưa gọi gió trên sới bạc, sau có thể dần ổn định được cuộc đời, xử lý hết tàn dư của quá khứ. Cuối cùng sẽ đến một lúc họ biết ơn tất cả những việc khó đã xảy đến ở 2024 và tự cảm ơn bản thân, cảm ơn ta đã kiên cường, cùng chính ta kinh qua những ngày sóng gió. Nếu có thể xếp hạng tuổi nào ảnh hưởng nặng nhất trong tam tai và thái tuế, xin được nhấc phần đông nhâm tí cho vô bảng xếp hạng ở vị trí đầu bắt đầu. Từ 2022 xuyên suốt đến 2024, cuộc đời của một nhâm tí sẽ nhiều thăng trầm, lắm được mất, vô vàn vất vả đan xen dọc ngang, là thử thách và những gồng gánh trên đôi vai mình. Có những lúc nhâm tí như vỡ òa trong tuyệt vọng, có những khi đầy chán nản về nhân tính, nhân tâm. Nó là những năm tháng nhiều điều tiêu cực, cũng là những năm tháng ma xui quỷ khiến nhâm tí liều lĩnh lăn lộn, mong làm được điều gì đó cho thỏa cái tâm tình. Những năm vừa rồi trong cuộc đời nhâm tí trời đổ cơn mưa lớn lắm, tiếc rằng thay vì thư thư nằm nhà ngủ, họ lại bị tiếng gọi của số phận cám dỗ. Sau đó thức dậy mình trần lao ra phía bên ngoài, hay như một câu nói quen thuộc, hạn thường không để cho ta biết là hạn. Nó thường giả dạng dưới hình dáng của cơ hội, nếu ta mạnh dạn nắm lấy thì ban đầu có thể nở chút nụ cười hân hoan, để rồi sau đấy là ngập những lo toan mỏi mệt. Những gì nhâm tí trải họ đã trải rồi, những gì phải trả cho đời họ cũng đã trả rồi, những gì mất mát thì cũng mất mát rồi. Giờ chỉ còn lại một con chuột nhiều suy tư, thân thể nhiều thương tổn, tinh thần nhiều hoang mang, đang tự động viên mà bước vào một vận trình mới. Trong năm 2024 này, không dám nói mọi hạn của nhâm tí đã hết, chỉ dám khẳng định rằng năm này là năm giải quyết được toàn bộ những khó khăn nhâm tí đã và đang gặp phải. Cũng là thời điểm họ chặt bỏ đi toàn bộ xiềng xích đang luẩn quẩn cuốn thân mình. Nó là năm vàng trong bản mệnh, không phải năm của sự hưởng thụ, mà là năm của sự xây lại, dựng lại, làm lại, chiến lại, tìm lại những gì đã mất, khắc phục những gì bản thân đã gây ra, kiếm lại đỉnh vinh quang, đỉnh hào nhoáng mà bản thân mình từng có. Vận thế vàng này không chỉ mở ra trong 2024, mà sẽ xuyên suốt đến tận 2028 và chỉ kết thúc khi 2029 cận kề. Nên còn quá sớm để một nhâm tí chán nản, buông xuôi, còn quá sớm để bạn ngồi xuống nghỉ ngơi, đường bạn đi thường nhân không nhìn thấy. Việc bạn chiến người bên cạnh cũng chẳng thấu tỏ tường tận đâu, nên đừng kiếm ai ủng hộ, động viên, cứ nhìn vào gương mà vực dậy chính mình. Mớ bong bong của quá khứ nhìn thấy mỏi mệt lắm thay, lắm lúc nhâm tí nghĩ thả cuộc đời như trang giấy trắng lúc mới vào đời, thì dễ tô vẽ lắm thay. Cuộc đời nhâm tí giờ toàn những nét ngang dọc, trang giấy chỗ chấm, chỗ phá, chỗ chi chít vết mực, có vẽ, có tô, có định hướng, định hình. Những vết đó cũng tượng trưng cho những gánh nặng, những trách nhiệm, những thiếu sót, những ân tình, những nợ nần, những lo toan, những mỏi mệt mà nhâm tí đang phải gánh trên người. Ai chẳng muốn rảnh tay thả hồn tô vẽ, nhưng nhâm tí sẽ giống như bị trói hai tay, lưng đè tảng đá, miệng ngậm bút mà loay hoay vẽ tranh vậy. Khó nhưng sẽ làm được, khổ cực nhưng rồi sẽ qua, nên mong nhâm tí luôn có thể kiên tâm mà kiên trì, vững chí mà bền bỉ. Vì khi thời vận không thuận 2020 đến 2023 thì bạn xông xáo, còn lúc thời thế hanh thông 2024 đến 2028 mà bạn nằm ngủ thì thật sự là tiếc lắm thay. Xin bạn nhớ rằng 1. Mọi sự nghiệp vĩ đại thoạt nhìn đều thấy không tưởng, kiến tha lâu ngày cũng đầy tổ, gom gió thành bão, tích tiểu thành đại, đi từng bước một, xử lý từng chút một, mỗi ngày sẽ nhẹ nhàng hơn thôi. 2. Dù là lâu đài nguy nga tráng lệ, hay nhà cấp 4, hay chung cư cao tầng, cũng cần xây từ những viên gạch đầu tiên và nếu bạn không bắt đầu, sẽ không bao giờ có sự hoàn thành. Kết thúc, nên đừng nhìn quá xa, đừng trông quá dài, cứ làm những gì trước mắt bạn có thể, không chê lộc bé, không chán lợi nhỏ, thì dần dần cơ hội sẽ ngày một dày hơn. 3. Bạn có thể làm 99 điều cho một ai đó và cái mà họ ghi nhớ sẽ luôn là một điều mà bạn đã không làm. Nên đừng kỳ vọng quá nhiều ở bất kỳ ai, nhân tâm, nhân tính vốn sâu như biển, lòng người luôn là thứ khó có thể nắm bắt. Nếu bạn học cao, hoặc hiểu rộng, hoặc biết nhiều, hoặc ngộ một chút, thì phải dùng cái hiểu biết của bản thân để dịu đi bản tâm, mà không chấp nê với cái thấp hơn của thiên hạ và sau đó tập trung vào việc bạn muốn làm thôi. 4 năm nghe tuy dài, nhưng thật sự là ngắn lắm, chưa kể 2024 này là năm duy nhất bạn có thể khởi sự, có thể gieo mầm, lỡ mất năm nay. 2025, 2026 hay 2027 sẽ không còn quá đẹp, tận dụng tốt năm nay thì 2028 bạn mới lên được cái đỉnh nhân sinh của chính mình. Nhâm tí à, đừng xấu hổ hay ngại ngần về câu chuyện của bạn, thứ nhất chương cuối vẫn còn dang dở, đoạn kết vẫn còn trong tay bạn nhào nặn.
Thứ hai, cũng có đôi khi nó sẽ là nguồn cảm hứng, là kinh nghiệm, là động lực, là kiến thức cho những người xung quanh. Và cuối cùng, stress hay trầm cảm, hay chán nản, hay bỏ cuộc, buông xuôi là dành cho kẻ yếu, dành cho những thế hệ khác, thế hệ 8-10 chúng ta lớn lên bằng khoai sắn, dựng lên cơ đồ bằng sự chăm chỉ, nỗ lực của chính bản thân mình mà thôi. Nếu ta có thể dựng lần 1, ắt có thể dựng được lần 2 và lần này chắc chắn ta sẽ đi nhanh hơn, lẹ hơn, thông thái hơn, vì giản đơn ta đã có nhiều kinh nghiệm, đã có lắm trí tuệ từ những trải nghiệm sau bao năm vừa rồi. Tôi hiểu rằng, thời vận hay mọi thứ xung quanh không còn dễ dàng như trước và bản thân bạn cũng dần cạn kiệt năng lượng, mệt mỏi trong tâm lắm rồi, nhưng mong bạn có thể hứa với tôi một điều rằng, nếu bạn có duyên đọc đến cuối đây, thì ngày hôm nay bạn sẽ đi ngủ không nghĩ ngợi, để ngày mai khi thức dậy bạn sẽ lại thức dậy như một con người có một mục đích, một ước muốn, sẽ lại thức dậy với tâm thế của một kẻ mộng mơ, đi truy tìm, đi hiện thực hóa những mong mỏi của chính mình. Kính thưa quý vị, câu nói, phúc nhân cư phúc địa phúc nhân cư, ý rằng một nơi vốn dĩ có phong thủy không được tốt, người phúc đức đến sinh sống khoảng một thời gian, thì nơi đó phong thủy tự nhiên sẽ thay đổi và trở thành một mảnh đất may mắn và ngược lại. Nếu một mảnh đất được cho là có thế phong thủy, nhưng mà người ở đó không có đức hạnh, thì dù có thay đổi thế nào cũng chẳng gặp may mắn hay là phúc báo. Do đó, muốn vận khí trong cuộc sống tốt lên, tương lai được tươi sáng hơn, thì chúng ta cần phải vun đắp và tu dưỡng tốt 3 điểm sau trên cơ thể. Và cụ thể 3 điểm đó là gì? Kính mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây. Điểm thứ nhất, trái tim nhân hậu, bao dung và khiêm tốn. Cổ xưa vẫn nói, nhân chi sơ, tính bản thiện, lòng tốt là một viên trân châu quý hiếm được ban tặng cho mỗi chúng ta. Người trao đi yêu thương sẽ nhận được yêu thương, trao đi chúc phúc sẽ nhận được chúc phúc. Làm điều thiện thì không cần người khác hồi báo, chỉ giữ trái tim lương thiện đã là một loại phúc báo tự thân, giống như người đi tặng quà, có thể còn vui hơn cả những người được nhận quà. Tiếp đến trái tim bao dung, khi thấu hiểu tự nhiên sẽ từ bi, đặt bản thân và hoàn cảnh người khác suy nghĩ cho khó khăn của người khác, chính là tiền đề để học cái cách khoan dung. Khi trái tim dịu lại, bạn mới bắt đầu biết tha thứ cho lỗi lầm mình đã từng xảy ra. Khoan dung cũng có thể nói là điểm mấu chốt của riêng nó, làm việc gì mà mù quáng cũng trở nên một điểm yếu. Trái tim khiêm tốn là một loại tầm nhìn, họ đã nhìn thấy được một thế giới rộng lớn hơn biết núi cao bao nhiêu, nước cao bao nhiêu. Cho nên, học được cái cách bình tĩnh trước những thành tích nhỏ nhoi của mình, khiêm tốn vốn là một loại sức mạnh, chúng giống như là gốc cỏ dại. Không quan tâm đến sự chế giễu của thế gian, cũng không mất không ít thời gian chế giễu thế gian bên ngoài, mà luôn âm thầm tích lũy sức mạnh của chính mình. Vậy nên, cuộc đời có hai loại bệnh nặng cần chữa, một là bệnh lười, hai là bệnh kiêu, giữ lòng khiêm tốn, chăm lợi mà chẳng hại. Điểm thứ hai cần tu dưỡng, đó là miệng. Miệng sẽ không nói sở đoản của người khác, bởi cây cối cần vỏ, con người cần mặt mũi, có ai sống mà không trọng thể diện. Cho nên đánh người thì không đánh mặt, nói người thì cũng tránh nói tới điểm yếu của họ. Đây không chỉ là lưu ý để tu dưỡng phẩm chất, mà còn là cách để duy trì chất lượng các mối quan hệ xung quanh, dù là vô ý hay cố tình, đừng nên chọc vào vảy ngựa của bất cứ ai, kẻo phải chuốc lấy thị phi và oán hận không đáng. Người không kiểm soát được mồm miệng sẽ gây thù chuốc oán khắp nơi, con đường tương lai sẽ ngày càng bế tắc. Tiếp đến, không nói lời vô nghĩa, ếch xanh trong ao kêu cả ngày, miệng lưỡi khô khóc cũng không ai thèm để ý, nhưng ở gà chỉ cất tiếng gáy khoảng 2-3 tiếng thì sẽ hừng đông, lại được chú ý lắng nghe bởi người khác. Trong cuộc sống này cũng vậy, lời nói có trọng lượng, có giá trị, có tính thuyết phục, có thời điểm thì mới được người khác hoan nghênh, đôi ba câu nói suông, vừa hời hợt, vừa ba phải, sẽ khiến người nghe thêm khó chịu. Thực tiễn đã chứng minh rằng, nói điều hay theo một cách hợp lý nhất mới có thể tạo thêm sức hấp dẫn cho chính mình. Và điểm thứ ba cần tốt, đó là hành vi. Theo đó, đừng đi lối tắt, giúp mình đến đích thật nhanh, bỏ qua nhiều gian khó, nhưng hành trình lại là một kiểu rèn luyện, giúp ta xây dựng và vun đắp cho bản lĩnh. Cho nên, quá quen với lối tắt, lối mòn, sẽ đạt được thành tựu nhỏ mà không cần cố gắng gì nhiều, cũng không học được cái trả giá mồ hôi và tâm huyết. Vậy thì đợi đến chặng đường tiếp theo, khi lối tắt không còn để mà tận dụng, thì mới nhận ra rằng mình đã đánh mất năng lực đương đầu với gành đá khó khăn. Tiếp đến, đừng làm việc tổn hại, chớ thấy việc thiện nhỏ mà không làm, đừng coi việc ác nhỏ mà lại đi làm, hướng thiện bao giờ cũng khó hơn hướng ác. Nhưng trước khi làm bất cứ hành động nào, có thể tồn tại người khác thì cần nhớ rằng, dù trở nên giàu sang nhưng dễ dàng mất đi nhân phẩm. Đừng coi người khác là kẻ ngốc, bạn gieo nhân nào sẽ gặt quả ấy, hành xử như thế nào đối phương sẽ đáp trả lại y nguyên, thậm chí tệ hại hơn. Tiếp đến, đừng chiếm món hời nhỏ, không có khoản tiền nào dễ dàng từ trên trời rơi xuống,
Đằng sau tất cả những món lợi đều có những cái giá phải trả. Dù có chiếm được vật chất hay địa vị, nhưng đánh mất sự tin tưởng, sự tôn trọng, cũng đánh mất tu dưỡng của bản thân, đây mới gọi là mất nhiều hơn được. Đứng trước những cơ hội kiếm lời, chúng ta không mua, cũng chẳng ngốc đến nỗi không nhận ra, chỉ là chúng ta coi trọng tình cảm, lại càng không muốn vì lợi ích mà mất đi bạn bè, không muốn vì tiền tài mà chẳng còn người thân, biết nhìn thấu bên nào nhẹ, bên nào nặng, mới là một loại trí tuệ, một loại phúc khí tự dưỡng thân mà thành. Quý vị thân mến, ta hãy cùng tìm hiểu đôi nét về tính cách của bản mệnh sinh năm 1972 tuổi Nhâm Tý mệnh mộc này nhé. Cuộc đời tuổi Nhâm Tý thời thơ bé gặp nhiều trắc trở, trải đủ hoạn nạn, khó khăn, đến thời trung niên vận mệnh khởi sắc, không còn phải lo cơm ăn áo mặc, sự nghiệp hanh thông, tài lộc dồi dào. Theo quan niệm truyền thống, bản mệnh tuổi Nhâm Tý có phần hơi quá bi quan về cuộc sống, tuy nhiên theo quan điểm hiện đại, những người này tính cách mạnh mẽ, độc lập tự cường, lòng tự trọng cao, không ỷ thế dựa dẫm cường quyền, ngay thẳng chính trực, được nhiều người tôn trọng và ngưỡng mộ. Điều này có thể dẫn đến hai kết quả, hoặc là trong chốn quan trường thường bị ức hiếp, không dễ thăng tiến, hoặc là có nhiều mối quan hệ tốt, rất được lòng người, không phải lo lắng về vật chất, gia đình hòa hợp, hạnh phúc. Theo tử vi, tuổi Chuột là người thông minh, học rộng biết nhiều, hiểu biết luật pháp, cũng rất tôn trọng lễ tiết, truyền thống. Bản mệnh sinh năm 1972 luôn đề cao tính tập thể, đoàn kết, tuy đôi lúc họ thể hiện thói ích kỷ, song về bản chất tính cách họ rất hòa nhã, thân thiện, luôn quan tâm, chăm sóc người khác, bản thân họ cũng là người rất trọng danh dự, luôn chú ý giữ gìn hình tượng của mình. Trong công việc, Nhâm Tý rất linh hoạt khi xử lý công việc, họ không phá vỡ nguyên tắc mà khéo léo lợi dụng những kẽ hở giữa đó để đạt được mục đích, giúp công việc đạt hiệu quả cao. Họ theo đuổi sự ổn định trong cuộc sống, vì thế mà thường hay lo lắng không đâu, tuy nhiên, bất an, lo sợ, khiến họ luôn cẩn trọng trong mọi việc, cũng nỗ lực làm việc để đảm bảo cuộc sống được an lành. Con giáp này thực sự là những con người của công việc, họ lúc nào cũng trong trạng thái suy nghĩ, bận rộn, những người này thích nhận xét, đánh giá và chỉ đạo người khác, điều đó đôi khi khiến đối phương cảm thấy khó chịu, tức giận, nhưng đã là thói quen thì dường như Nhâm Tý khó có thể thay đổi được. Bản mệnh là người khá cẩn thận và nghiêm khắc trong công việc, nếu trở thành người lãnh đạo, họ sẽ giám sát nhân viên của mình rất kỹ càng. Không một hành động sai trái nào có thể lọt được qua tầm mắt của người này, họ tuyệt đối không thích ưa nịnh và không bao giờ hợp tác với những người lười biếng, há miệng chờ sung. Những người tuổi Nhâm Tý dù trong hoàn cảnh nào, họ cũng có thể thích nghi một cách nhanh chóng, càng khó khăn họ càng tỏa sáng. Đa số những người này thường rất thành công trong cuộc sống, dù đi lên từ hai bàn tay trắng, nhưng họ có thể trở thành người quyền lực và giàu có. Họ có khả năng điều khiển được cảm xúc và suy nghĩ của bản thân, tự chủ và cẩn thận là hai tính cách tiêu biểu nhất của họ. Họ có rất ít bạn, nhưng những người bạn đó thật sự chất lượng, đáng trân trọng. Nam giới tuổi Nhâm Tý lấy được vợ hiền, tuy sống an nhàn, nhưng hay phải lo nghĩ, tình cảm gia đình lạnh nhạt, không được nhờ anh em, mọi chuyện đều phải độc lập tự mình quán xuyến. Nữ giới là người có số mệnh tốt lành, cả đời nhàn nhã, sung sướng. Và theo tử vi, khi có 7 dấu hiệu là người có căn lành được Phật trời che chở hộ trì, tuổi Nhâm Tý sẽ đón nhận những vận may nào và những điểm hung bạn cần tránh là gì, hãy cùng chiêm nghiệm ngay sau đây. Xét về thiên can, Nhâm gặp giáp bình hòa, cuộc sống bình ổn, ít sóng gió, chủ động làm ăn không lo túng thiếu. Xét về địa chi, Ý gặp thìn tam hợp, không gặp quá nhiều trở ngại trên con đường thăng tiến, tiền bạc có phần dư giả hơn trước. Xét về ngũ hành, bản mệnh được lưu niên tương sinh, vận khí vượng, công việc có đầu có cuối, tiền bạc thu về không ít. Tiếp theo đến là tử vi tuổi Nhâm Tý trên 4 phương diện cuộc sống, khi có 7 dấu hiệu là người có căn lành được Phật trời, vận mệnh người tuổi Tý có hung có cát, nhưng may mắn vẫn chiếm phần nhiều, chỉ cần bạn chịu chăm chỉ, tập trung làm việc thì ắt gặt hái được thành quả xứng đáng với công sức đã bỏ ra. Trên phương diện sự nghiệp, do có tam hợp giúp đỡ nên mọi kế hoạch đều tiến triển đều đặn, đúng như dự kiến của bạn, quan hệ xã giao hài hòa, giúp bạn luôn được mọi người xung quanh giúp đỡ nếu gặp phải khó khăn. Thậm chí trong tháng này, bản mệnh còn có cơ hội gặp gỡ quý nhân, được giới thiệu cho những cơ hội đáng quý. Điều quan trọng là bạn cần phải tập trung vào nhiệm vụ, chớ nên làm việc theo cảm hứng nhất thời, do chịu ảnh hưởng của mộc dục. Trên phương diện tài lộc vẫn chảy về túi của bạn khá đều đặn. Đây là thời điểm thích hợp để bạn mở rộng các mối hợp tác, làm ăn của mình. Chắc hẳn bạn sẽ tìm ra được những đối tác hoặc khách hàng triển vọng, đem lại nguồn tiền dư giả cho hiện tại và cho cả tương lai. Bên cạnh đó,
Việc ký kết hợp đồng cũng có thể xem xét tiến hành vào khoảng thời gian này, cốt là bạn chú ý, tỉ mỉ kiểm tra các điều khoản, không để xảy ra sai sót do sơ ý. Đáng tiếc là chuyện tình cảm chưa có những dấu hiệu quá tích cực, tuy dưới tác động của nguyệt lệnh mộc dục, người độc thân đã biết quan tâm hơn đến ngoại hình của mình và được nhiều người quan tâm hơn, song bạn chớ nên quyết định đến với ai một cách quá vội vàng khi chưa thực sự hiểu rõ về đối phương. Kính thưa quý vị, tiếp đến là chi tiết từng phương diện trong khi có 7 dấu hiệu là người có căn lành được Phật trời che chở, hộ trì. Về sự nghiệp, người tuổi Nhâm Ý không chỉ phát huy được năng lực của mình mà còn có người giúp đỡ trong công việc, nhờ có tam hợp che chở nên môi trường làm việc trở nên hài hòa hơn. Nhờ đó mà bạn có thể hoàn toàn tập trung vào nhiệm vụ của bản thân, hiệu quả công việc tăng đáng kể, có người còn được trao cho trọng trách quan trọng và đây là cơ hội để khẳng định năng lực. Nếu có phải đi xa thì cũng đừng nề hà gì nhé, hãy luôn sẵn sàng cho mọi việc. Thời điểm này, bạn nên cởi mở với mọi người xung quanh. Rất có thể bạn sẽ làm quen được với quý nhân, đối phương sẽ thường xuyên đưa ra cho bạn những lời khuyên hữu ích có thể áp dụng vào công việc hoặc các kế hoạch tương lai. Bản mệnh nên hiểu rằng, nếu cứ tiếp tục thế này, bạn làm việc gì cũng sẽ dở dang, không đạt thành tích tốt, lại thường xuyên gây phiền phức cho mọi người xung quanh. Nếu không xác định được định hướng cho mình, bạn cũng có thể hỏi ý kiến của những người giàu kinh nghiệm. Về tài lộc, phương diện tài lộc của bản mệnh có những bước tiến triển khá khả quan trong thời điểm này. Với đầu óc nhanh nhạy và cách nhìn nhận vấn đề chính xác, bạn thường lập ra được những kế hoạch khả thi, có thể lập tức bắt tay vào thực hiện. Nhờ chính tài trợ lực mà bạn hiểu rõ hơn về các cơ hội đầu tư, bạn chấp nhận rủi ro trong khả năng phù hợp, nhưng trong hợp đồng nhớ nêu chi tiết, tránh các xung đột về tài chính không đáng có. Với người làm công ăn lương, nguồn tiền của bạn có thể đến từ các khoản tiền lương, tiền thưởng nóng. Do đạt được thành tích cao trong công việc, đây chính là động lực giúp bạn có thể tập trung và cố gắng hơn nữa trong tương lai. Tuy nhiên, bản mệnh Nhâm Tý chịu ảnh hưởng của cục diện tương hình trong kinh doanh, tránh thực hiện những thay đổi quan trọng cho công việc thường kỳ. Vì lúc này không phù hợp cho những biến đổi, nên ưu tiên thời gian củng cố kinh doanh và lập kế hoạch tương lai. Nên theo đuổi đến cùng các ý tưởng và dự định nếu muốn chúng mang lại kết quả tốt đẹp, lâu dài. Làm việc liên quan đến tài chính cần có sự thống nhất để tìm ra giải pháp tối ưu nhất có thể. Về sức khỏe, nhìn chung tình hình sức khỏe của người tuổi Nhâm Tý khá ổn định, bạn không mắc phải những căn bệnh quá nặng, có chăng cũng chỉ là những bệnh vặt vãnh do thay đổi thời tiết, lại thêm việc khoảng thời gian này, bạn đã chú ý đến giữ gìn sức khỏe, chăm chỉ rèn luyện thể dục thể thao hơn, nên cơ thể có dấu hiệu khỏe lên trông thấy, thậm chí người bệnh nặng cũng có dấu hiệu hồi phục. Tuy nhiên bên cạnh đó, bạn cũng nên hạn chế tụ tập, liên hoan với bạn bè, đồng nghiệp hoặc thường xuyên gọi đồ ăn ngoài. Nếu có thời gian rảnh, bản mệnh nên ở nhà với gia đình nhiều hơn, sinh hoạt điều độ và nấu những món ăn có lợi cho sức khỏe. Về gia đạo, vận trình tình cảm của con giáp tuổi Nhâm Tý trong tháng này không êm đềm như trước, nhưng may mắn là mọi việc đều nằm trong tầm kiểm soát. Khi bạn đủ kiên nhẫn xử lý vấn đề của mình thì mọi sự lại hanh thông, đôi lứa lại vui vẻ, tâm đầu ý hợp, vì thế, hãy cứ tự tin vào những gì mình đang làm nhé. Gia đạo lúc này an yên, mọi người trong nhà biết lắng nghe và thấu hiểu nên không còn chuyện to tiếng. Cãi cọ như trước, nhiều cặp vợ chồng ban đầu không hiểu ý nhau cho lắm, nhưng không có gì đáng ngại, một số gia đình còn tin vui đón thêm con cháu trong nhà. Kính chúc quý bản mệnh tuổi Nhâm Tý, khi có 7 dấu hiệu là người có căn lành được Phật trời luôn giữ tâm thế vững vàng, mạnh mẽ và bình an vượt qua mọi khó khăn, trở ngại. Tiếp theo là trong từng giai đoạn của Nhâm Tý khi có 7 dấu hiệu là người có căn lành được Phật trời che chở, hộ trì, bản mệnh tuổi Nhâm Tý sẽ có những cơ hội hay thách thức nào đang chờ đón bản mệnh là gì? 1. Tử vi 15 ngày đầu tháng của tuổi Nhâm Tý khi có 7 dấu hiệu là người có căn lành được Phật trời che chở, hộ trì. Theo tử vi, tuổi Nhâm Tý được nhiều người quý mến vì tài ăn nói giỏi giang, bạn nên tận dụng điều này để nhận được nhiều cơ hội thăng tiến trong công việc. Nếu đang kinh doanh riêng thì người khác sẽ bất ngờ về độ chiều khách và uy tín của con giáp này, bạn cực kỳ khéo giữ khách. Thiên tài đem tới tin vui cho người tuổi Nhâm Tý trong đường tài vận, tin mừng là những người làm công ăn lương chuẩn bị đón nhận nhiều điều tốt đẹp đến với mình. Có thể là có tiền thưởng, những bạn trẻ đang xa quê làm ăn hay gặp may bất ngờ như trúng thưởng, mua hàng giá tốt hoặc gặp được người tốt giúp đỡ bạn về tiền bạc. 2. Tử vi 15 ngày cuối của Nhâm Tý khi có 7 dấu hiệu là người có căn lành được Phật trời che chở, hộ trì. Tam hội đem tới cơ hội làm ăn và gặp được những người tốt bụng trong công việc cho người tuổi Nhâm Tý. Bạn vốn dĩ là con giáp thiện lương, đặt uy tín và tâm đức lên hàng đầu trong công việc,
nên nhờ thế mà Lộc Lá cũng về theo. Có vẻ như sắp tới, sẽ có người muốn hại bạn nhưng không thành, vì thời gian này bạn vẫn có quý nhân che chở. Thực thần đem tới lộc ăn uống, vui chơi, tiệc tùng cho Nhâm Tý trong ngày này. Có thể bạn sẽ được người khác bao ăn uống hoặc nhận được lời mời từ khách hàng, người quen, hãy cứ thoải mái đón nhận, đừng suy nghĩ nhiều. Bạn cũng không ngần ngại cho đi khi thấy hoàn cảnh khó khăn, nếu dùng tiền để mua hạnh phúc cho người khác thì bạn rất hoan hỉ sẵn lòng. Đường tình cảm rất tốt, bạn đang có mối quan hệ hài hòa và yên bình, yêu đương ngọt ngào, nên nắm lấy, bạn nên lắng nghe đối phương nhiều hơn. Đừng để kẻ thứ ba có cơ hội chen vào chuyện tình cảm của mình và cũng đừng nghe lời người ngoài phán xét linh tinh. Tiếp theo đến là tử vi tuổi Nhâm Tý theo mùa sinh, hãy cùng đoán xem tuổi Nhâm Tý sinh vào mùa nào sẽ được thuận lợi hơn cả. 1. Tuổi Nhâm Tý mệnh mộc sinh mùa xuân, hàn mộc cần vượng hỏa. Mùa xuân tiết trời vẫn chưa hết hơi lạnh nên hàn khí vượng, cần hỏa khí giúp đỡ để ấm áp hơn, con người cũng trưởng thành khỏe mạnh hơn. Bát tự có thủy là thoải mái nhất, vì thủy sinh mộc, song không được quá nhiều, thủy vượng quá làm mộc bị úng, thủy ít quá lại làm mộc khô héo, chỉ nên vừa đủ. Kim nhiều là hại, kim khắc mộc, chứa sát khí dẫn tới tổn thương, bất lợi đối với người mệnh mộc sinh vào mùa xuân, người này bát tự có thủy, có hỏa là cát tường, sự đời hanh thông thuận lợi, nếu gặp thổ và kim mà không quá vượng thì cũng có điểm tốt, ngược lại hai yếu tố này vượng quá hóa hại, mộc không gánh nổi. 2. Tuổi Nhâm Tý mệnh mộc sinh mùa hạ, hỏa viêm thổ háo cần bổ sung thủy. Sinh vào mùa hạ thì người tuổi Nhâm Tý mệnh mộc bị hỏa viêm thổ háo rất nặng, nếu không có thủy khí hỗ trợ thì sẽ cực kỳ xấu, ánh mắt trời nóng rực, mặt đất hanh khô, ảnh hưởng tới sự sinh trưởng của cây cối, thiếu nước thì cây không trưởng thành, giống như người mệnh mộc không nhanh chóng bồi dưỡng thủy thì vận sẽ kém. Người này gặp thổ thì dễ cây được vun bồi thêm sâu sắc, dễ sâu thì lá tốt, nhưng thổ không thể quá vượng, bởi thổ nhiều tranh thủy của mộc, khiến mộc bị tổn hại, mộc vượng quá cũng tranh đoạt tài nguyên, kim vượng quá dẫn tới nhiều sát khí, không có lợi cho môi trường sinh trưởng. Tóm lại, người mệnh mộc sinh vào mùa hạ trong bát tự thủy vượng hoặc có thổ kim vừa phải sẽ rất tốt, cung cấp những điều kiện cần thiết để bản mệnh tự phát triển. Ngược lại, thủy thiếu, kim hay thổ vượng đều không may, người mệnh mộc sinh mùa nào tốt nhất còn căn cứ vào bát tự phối hợp chính là ý này. 3. Tử vi tuổi Nhâm Tý mệnh mộc sinh mùa thu, kim vượng khắc mộc. Trời thu cây cối héo tàn, thời tiết chuyển lạnh, không khí hiu quạnh, người mệnh mộc sinh vào thời điểm này vốn dĩ là không tốt lắm. Nhưng nếu có kim phù hợp thì lại là căn cơ vững chắc, nếu kim không thuận nhưng có thủy hỏa thì cũng đỡ được phần nào. Không thể có quá nhiều thổ, bằng không người này tính ỷ lại rất cao, không có năng lực tự lập. Như vậy, khi xét tới mùa sinh tốt của người mệnh mộc thì mùa thu không được đánh giá cao, song gặp kim tương quan cũng mang tới cát tường. Có thổ, hỏa đang đối thì mang tới vận may, có nhiều thủy lại không tốt lắm, dễ bị hao hụt tài lộc, thất thoát về tài chính. 4. Tuổi Nhâm Tý mệnh mộc sinh mùa đông, thủy vượng, chú ý vượng hỏa. Tuổi Nhâm Tý mệnh mộc sinh vào mùa đông là lúc tiết trời lạnh giá, thủy vượng mà thiếu hỏa cần nhất là sinh hỏa. Mộc sinh hỏa, nhưng muốn lưu giữ sinh khí cần có thổ, thích hợp để giữ lại, như vậy mới tụ tập được thủy, tăng cường gốc rễ. Nếu có hỏa thì có thể giữ ấm, chống lạnh giá, gặp kim không đáng ngại, ngũ hành cân bằng là tốt nhất. Kết luận, có thể nói, sinh mùa mà gặp thổ hỏa tương quan thì là cát lợi nhất, có thêm kim tương ứng cũng rất tốt, ngũ hành cân bằng, trời đất hòa hợp, vận trình hanh thông. Ngũ hành mất cân đối, ngược lại hủy đi mộc căn, rất bất lợi, thủy mộc tương sinh, số mệnh của người này không tệ, cũng xem là hợp cách, mệnh và mùa đang đối. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.